Rồi làm sao? Nè thấy nhỏ không? Chửi nè giống nhau bị chèn như hai giọt nước vậy đó. Ngâm nó chưa? Về nó bình thường xong rồi tự nhiên nó lên lại em vô em tiếp em để mua cái bộ chị đúng không? Ở bên trong này nó còn một cái ổ vi khuẩn đó. Nó chịu chịu ship với mình chịu ship. Cái này dạng quần á, chứ không phải là thiệt đâu. Thấy được không ạ?
mà nhân lâm mua đồ mà cứu hết tất cả. Nhưng mà có đi xe không sao? Còn không, chị có nhờ mấy người mà nhận order đó. Chị mua gì? Shopee đây. Chị mua cái gì? Túi sách nè, cái gì? Shopee đó đấy. Shein hả? Shein. Shein nó có Việt Nam mà, chị bên web á. Đã có ship thì đây nè. Trên bao nhiêu tiền đó mà nó free ship luôn. Trên 500 xe. Rồi Shein đẹp lắm luôn á. Chị mua về nó không mặc cho coi. Em hiểu chị không mà. Để rồi coi. Ý là bà mua về bà không mặc cái gì. Về mặc xong thấy hở bụng thôi, không mặc đâu. Chị phải mua cái nào mà nó không hở bụng ấy thì chị mới dám mặc.
Không, chị ăn một cái kiểu mà tua rua dưới bụng ấy, nó sẽ che được cái bụng của chị. Chị ăn mà không mua cái đồ che là cái loại che bụng mà chị ăn không mặc đâu. Người ta chà bình thường mà bà chà kiểu gì mà rách cả nách vậy? Nhưng mà ra đất đâu? Tại em không biết cách chà đấy. Hạnh chà chưa Hạnh? Ủa cái gì vậy trời? À bà chà cho cố vô. Chà vừa vừa thôi. Tại em không biết trà thôi. Chị với chị Quyên trà có đứa nào bị rách gì đâu. Ủa sao bao lâu nay chị không đi vậy? Bạn quá hả? À, tại vì dịch này bên em đóng cửa đó. Ủa, mở mà. Đóng chứ. Mở hả? Mở. Yeah. Em mở 2 tháng rồi. Ủa, chị không biết à? Không. Có, sau dịch thì chị có biết là mở nhưng mà thấy cũng đông á. Nhưng mà 2 tháng, tưởng mới mở 1 tháng chứ. Làm lâu rồi. Lâu rồi hả? Đầu tháng 11 đó. Chứ mà dịch kia thì về quê hết, có đứa nào ở đây đâu. Nhà dịch là cuốn gói về quê hết rồi. Không ra. Chị có sức cái gì lên không? Chị à? Sức chị mụn. Chị mụn của gì? Chị mụn của cái em gói mưa đi lên gì đó. Làm chiếc xe hả? Làm chiếc MS nhé. Có. Không. Nói chung là giờ nó không thấy cái đầu mụn đâu luôn á. Thế nhưng kiểu giờ chỉ thấy nó u đó thôi đấy. Cho nó lên thì mới ra được chứ không. Nó cứ u cục này không à. Được rồi.